Ngày 3 tháng 4, triển lãm quốc tế về game và thiết bị trò chơi điện tử GameCon 2019 đã khai mạc tại trung tâm triển lãm SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên sự kiện về ngành công nghiệp game quy tụ nhiều thiết bị hiện đại có mặt tại Việt Nam, với sự tham gia của các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như Samsung, Gigabyte, MSI, Creamerland. Triển lãm kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các thiết bị trò chơi điện tử, gặp gỡ các đội eSports, streamer nổi tiếng và tham gia giao lưu, thi đấu những trò chơi điện tử đình đám hiện nay. Thì là ngành game thực ra là xuất hiện từ khoảng 7 năm qua trở lại đây, và trong khoảng 3 năm trở lại đây thì rất là bùng nổ. Và thực ra là nghề streamer thì tụi mình, cuối công ty mình thì bắt đầu từ cuối năm 2015. Lúc đó là không có ai tin rằng là ngành streamer mà về game thì sẽ là một business thành công hết. Và hiện giờ thì tụi mình đang là một dẫn đầu trong thị trường. Và bây giờ trong thị trường có rất là nhiều startup đang nhảy vào. Và tụi mình tin rằng là trong vòng 3 năm nữa thì ngành game sẽ còn phát triển hơn nữa, và đặc biệt là lĩnh vực streaming. Tức là bây giờ streamer game không phải chỉ có fan của game biết thôi, mà có tất cả những cái mọi người trên TV, báo đài, những người không bao giờ biết về game cũng biết về các streamer của tụi mình. Tụi mình tin rằng là ngành game, và hiện nay thì là cái chi trả, tức là cái việc spending của người Việt Nam trong ngành game á, đứng thứ top khoảng thứ 20 trên thế giới. Thì mình tin rằng là triển vọng của ngành này rất là cao và trong tương lai. Gọi là lần đầu tiên luôn là mình được đi một cái sự kiện mà nó tầm cỡ như thế này. Tại vì bình thường nếu như mình thấy các cái sự kiện tổ chức dành cho anh em game thủ ở Việt Nam thì nó cái quy mô nó không có thật sự to. Cho nên mình thấy những cái thiết bị này thì dĩ nhiên nó là tương lai của game rồi. Nhưng mà một cái mình thấy thì giá tiền mình có thể nó sẽ hơi vượt ra ngoài tầm với của đại đa số anh em game thủ. Nhưng mà có những cái sự kiện như thế này để trải nghiệm thì cũng rất là tuyệt vời. Kể từ khi phong trào eSports phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới, trò chơi điện tử đã thoát ra khỏi phạm vi đáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi và trở thành xu hướng lớn trong xã hội. Khoảng 3 năm trở lại đây, Việt Nam đã ghi nhận sự vươn lên nhanh chóng của ngành công nghiệp game khi là một trong những quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dương đóng góp gần 500 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực này. Điều này cũng cho thấy đây là thị trường cực kỳ hấp dẫn cho người chơi, nhà phát triển cũng như nhà phát hành game.